Giang Cư Mận Đào lật lại những đoạn clip ghi hình Việt Hương, một diễn viên nổi tiếng với vai diễn trong phim Ma Già. Trong đó cô xuất hiện trên sân khấu với những biểu ngữ gây tranh cãi, cờ hiệu lạ mắt và phát ngôn gây sốc kiểu như Việt Nam đi dễ khó về, khi đi trai tráng, khi về bùng bèo, khiến dư luận hết sức xôn xao. Việc cô không chỉ sử dụng cờ hiệu không phù hợp mà còn có những phát ngôn gây tranh cãi là điều không thể chấp nhận được, đặc biệt khi hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam. Việc thể hiện những tư tưởng lệch lạc là điều đáng thất vọng. Ở phía dưới bài viết, rất nhiều Giang Cư Mận tỏ ra bức xúc trước hành động của nữ diễn viên. Cô đừng lý do mình không để ý lá cờ nữa nhé, vì lần này ngay cả những phát ngôn cũng không chấp nhận được nữa. Sống tại Việt Nam, kiếm tiền trên đất nước Việt Nam mà lại ủng hộ những tư tưởng lệch lạc, vô ơn, đáng thất vọng. Nếu xin lỗi mà giải quyết được hết thì tại sao Lê Văn Luyện phải đi tù? Vừa đi hát có tiền lên mạng xin lỗi mang danh là yêu nước thì ai chẳng muốn. Không nghe người này hát thì còn người khác hát, không xem diễn viên này thì còn rất nhiều diễn viên khác nữa. Có lẽ không có họ thì mình không vui vẻ hay không sống nổi à? Còn đất nước thì toàn dân đều phải có trách nhiệm giữ ạ. Một nghệ sĩ có tiếng mà không hiểu sao mắc sai lầm nghiêm trọng này, đi biểu diễn không coi sân khấu với xung quanh, cứ vậy mà diễn. Ngay trong buổi tối đêm qua, nữ diễn viên Việt Hương đã chính thức lên tiếng xin lỗi khán giả về một đoạn video ghi lại hình ảnh cô tham gia một chương trình cách đây hơn 10 năm. Cô thừa nhận mình đã thiếu sót và không tinh tế thời điểm đó, gây ảnh hưởng đến cảm xúc của khán giả. Tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm của bản thân đối với những sự việc đã diễn ra trong quá khứ. Sự thiếu tỉ mỉ và không tinh tế trong thời điểm đó đã dẫn đến những việc làm buồn lòng khán giả và bản thân tôi thấy mình đã thiếu sót rất nhiều. Việt Hương trải lòng. Việt Hương khẳng định bản thân luôn yêu nước và tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Cô rút ra bài học từ quá khứ và sẽ cẩn trọng hơn trong tương lai. Đồng thời Việt Hương cũng sẵn sàng hợp tác với các cơ quan chức năng để giải quyết vấn đề này. Dư luận đang lên án mạnh mẽ hành động của nữ diễn viên. Việc đi diễn ở nước ngoài để kiếm sống là điều dễ hiểu, nhưng việc lựa chọn biểu diễn dưới lá cờ lạ lại là một hành động thiếu suy nghĩ. Một nghệ sĩ được khán giả Việt Nam yêu mến thì cần phải ý thức được trách nhiệm của mình đối với quê hương đất nước. Việc biểu diễn dưới lá cờ nào thì cũng là một thông điệp gửi đến công chúng. Vì vậy, mỗi nghệ sĩ cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Lời xin lỗi của Việt Hương dường như chưa thể xoa dịu dư luận. Cư dân mạng vẫn chưa thể nguôi ngoài và tiếp tục tràn vào trang cá nhân của nữ diễn viên để bày tỏ sự phẫn nộ. Những bình luận tiêu cực, thậm chí là những lời lẽ cay nghiệt cứ thế nối tiếp nhau. Trước sức ép quá lớn từ dư luận, Việt Hương đành phải quyết định khóa bình luận trên trang Facebook cá nhân. Thời gian sinh sống và hoạt động nghệ thuật ở nước ngoài đã mang đến cho Việt Hương nhiều trải nghiệm quý báu. Tuy nhiên, trong quá trình đó có thể không tránh khỏi những lần cô tham gia biểu diễn tại một số sân khấu không thực sự phù hợp với quan điểm nghệ thuật hiện tại của mình. Nhưng đó là câu chuyện của quá khứ. Quay trở về Việt Nam, Việt Hương đã có những thay đổi đáng kể về quan niệm và lựa chọn. Với sự trưởng thành về tư duy, cô luôn ý thức rõ hơn về trách nhiệm của một nghệ sĩ đối với công chúng và đất nước. Những đóng góp của cô cho nền nghệ thuật nước nhà, đặc biệt trong lĩnh vực hài kịch đã được khán giả ghi nhận. Việt Hương là một trong những cây hài gạo cội của Việt Nam. Với những vai diễn hài hước, dí dỏm, cô đã mang đến tiếng cười cho khán giả trong suốt nhiều năm qua. Sự nghiệp của cô gắn liền với những chương trình hài nổi tiếng, góp phần tạo nên một làn sóng yêu thích hài kịch trong giới trẻ. Cô tham gia nhiều chương trình game show, sitcom và trở thành một trong những MC được yêu thích nhất. Gần đây, tên tuổi của Việt Hương một lần nữa được hâm nóng khi cô xuất sắc hóa thân vào vai bà Lệ trong bộ phim kinh dị Ma Già. Với diễn xuất chân thực và đầy cảm xúc, Việt Hương đã thổi hồn vào nhân vật, mang đến cho khán giả một hình ảnh người mẹ vừa mạnh mẽ, vừa giàu lòng yêu thương. Thành công của Ma Già với doanh thu hơn 87 tỷ đồng và sức hút không hề giảm sút đã chứng minh sức hút mãnh liệt của màn ảnh Việt đối với tác phẩm chất lượng và giàu tính nhân văn. Giữa lúc Ma Già làm mưa làm gió tại các cụm rạp chiếu, bất ngờ những ồn ào và tranh cãi xung quanh Việt Hương ập đến, khiến dư luận xôn xao. Từ những tin đồn về đời tư cho đến những ý kiến trái chiều về diễn xuất, tất cả đều đổ dồn vào nữ diễn viên. Liệu bà hoàng phòng vé có giữ vững được ngôi vị của mình trước làn sóng chỉ trích? Hay tệ hơn, Ma Già sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị cấm chiếu? Câu hỏi này đang là tâm điểm chú ý của công chúng. Cùng với Việt Hương, Trấn Thành cũng trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện quảng bá phim Mai ở Mỹ. Những bức ảnh ghi lại hình ảnh nam danh hài chụp hình với nhiều nghệ sĩ hải ngoại nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Tuy nhiên, điều đáng nói là tại sự kiện này, rất nhiều lá cờ lạ xuất hiện gây ra không ít tranh cãi. Gần đây, cộng đồng mạng đã bóc phốt việc phim Mai do Trấn Thành sản xuất và đạo diễn được một kênh truyền hình hải ngoại thường xuyên đăng tải những thông tin sai lệch, xuyên tạc về tình hình chính trị xã hội Việt Nam quảng bá rầm rộ. Điều này đã dấy lên nhiều nghi vấn về mục đích thực sự đằng sau việc hợp tác này. Trấn Thành hiện đang là gương mặt quen thuộc của những chương trình giải trí đình đám như Anh Trai Say Hi, một trong những show truyền hình được khán giả săn đón hiện nay. Trước làn sóng tẩy chay dữ dội, nhiều người không khỏi lo lắng về tương lai của Trấn Thành trong vai trò MC chương trình Anh Trai Say Hi. Liệu nhà sản xuất có lặp lại kịch bản tương tự như vụ việc của Phạm Khánh Hưng và Phan Đình Tùng trong Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, hay sẽ có những quyết định khác? Được biết, để hạn chế những tác động tiêu cực từ vụ việc biểu diễn trước cờ lạ,
nhà sản xuất đã nhanh chóng cắt bỏ toàn bộ phân đoạn có sự góp mặt của hai nghệ sĩ trong tập phát sóng gần đây. Vừa qua thì Tóc Tiên cũng phải đăng bài xin lỗi khán giả vì sai sót trong quá khứ. Tóc Tiên và Việt Hương, Trấn Thành đều là những nghệ sĩ tài năng và được đông đảo khán giả yêu mến. Tuy nhiên cả ba cũng đều từng vướng vào những lùm xùm liên quan đến việc xuất hiện bên lá cờ không phù hợp so với Tóc Tiên. Trường hợp của Việt Hương, Trấn Thành có phần phức tạp khi cô và anh đều có nhiều năm hoạt động trong nghề và có một lượng fan đông đảo. Điều này khiến cho những sai lầm của cô và anh ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn trong mắt công chúng. Tiến sĩ Trấn Thành nhận lỗi về những sai sót trong quá khứ. Thời điểm đó đã hơn 10 năm trước, Tiên vẫn là một người trẻ thiếu kinh nghiệm và chưa đủ cẩn trọng trong việc lựa chọn sân khấu biểu diễn. Tiên sĩ Trấn Thành nhận lỗi vì đã không tìm hiểu kỹ lưỡng và thiếu sự quan sát cần thiết, dẫn đến việc tham gia một số sự kiện không phù hợp. Đây chắc chắn là một bài học không thể quên trong cuộc đời và sự nghiệp của Tiên. Tóc Tiên chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của mình. Tiếp nối ngày đại xin lỗi, nam ca sĩ Phan Đình Tùng không giấu nổi sự hối hận khi công khai xin lỗi khán giả về những sai lầm của mình. Trong tâm thư, anh bày tỏ sự ân hận sâu sắc vì chủ quan đã vô tình làm tổn thương đến hình ảnh của người hâm mộ. Nam ca sĩ khẳng định sẽ rút ra bài học kinh nghiệm từ sự việc này và cố gắng hoàn thiện bản thân hơn trong tương lai. Vì một số nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn bên lá cờ lạ đã vi phạm nghiêm trọng đến quy định pháp luật và đạo đức xã hội. Hành động này không chỉ thể hiện sự thiếu hiểu biết về luật pháp mà còn cho thấy sự thiếu tôn trọng đối với quốc gia. Sự việc đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận và đặt ra những câu hỏi về trách nhiệm của cơ quan quản lý trong việc kiểm soát hoạt động của nghệ sĩ. Dù đã có những lời xin lỗi được đưa ra, cộng đồng mạng vẫn tỏ ra bức xúc trước những hành vi thiếu suy nghĩ của các nghệ sĩ. Điều đáng lo ngại hơn là sự thiếu nhất quán trong hành động của khán giả đã đặt ra câu hỏi về tiêu chuẩn đạo đức và sự tỉnh táo trong việc đánh giá hành vi của người nổi tiếng. Nhiều người đã nhanh chóng quay xe, tiếp tục ủng hộ các nghệ sĩ này như chưa từng có gì xảy ra. Sự việc này đã làm dấy lên những tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội, đặt ra nhiều câu hỏi về ý thức trách nhiệm của cả nghệ sĩ và khán giả, đồng thời cho thấy tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức về chủ đề chủ quyền quốc gia. Việc phòng san nghệ sĩ là một vấn đề cực kỳ nhạy cảm, đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng. Tuy nhiên, nếu nghệ sĩ nào đã có hành động đi ngược lại với lợi ích của đất nước, gây ảnh hưởng xấu đến xã hội, thì việc xử lý nghiêm là điều cần thiết. Việc phong sát cần thực hiện một cách công bằng và minh bạch, liệt kê rõ các tiêu chí để đánh giá hành vi vi phạm, xử lý nghiêm minh và đồng nhất đối với tất cả các trường hợp. Chúng ta không nên dung túng cho bất kỳ hành vi sai trái nào, kể cả khi đó là những người nổi tiếng. Nghệ sĩ cần phải có ý thức trách nhiệm, vai trò của mình và luôn đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu. Người nổi tiếng với tầm ảnh hưởng rộng lớn của mình không chỉ là những ngôi sao sáng trên sân khấu mà còn là những tấm gương cho giới trẻ noi theo. Họ có trách nhiệm định hướng giá trị, truyền bá những thông điệp tích cực và đóng góp tích cực cho xã hội. Đặc biệt, việc thể hiện lòng yêu nước, tự hào dân tộc là điều mỗi nghệ sĩ cần phải làm gương để góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của đất nước. Vì người nổi tiếng có những hành vi vi phạm pháp luật, đạo đức làm ảnh hưởng đến hình ảnh đất nước sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng, không chỉ làm tổn hại đến danh tiếng cá nhân mà còn làm xấu đi hình ảnh của cả một quốc gia. Vì vậy, mỗi nghệ sĩ cần ý thức rõ trách nhiệm của mình và luôn hành động một cách cẩn trọng.